Trước tiên bắt đầu từ đại đế. Những người này chắc là đệ tử thiên tài của ba đại thế lực các ngươi vậy. Chỉ đáng tiếc hôm nay bọn họ đã định sẵn phải chết ở đây thôi. Tiếp theo là võ thần. Thiệt là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, đội hình phong tỏa cho tiểu tử này có đi không vậy? Có đi không về ư? Vậy thì để xem thử rốt cuộc là ai có đi không về đây. Đây chính là cái giá các ngươi phải trả nha. Nhanh chóng thúc giục Chí Bảo giết tên này đi. Giờ đi chết vậy hả? Vậy thì tới đi. Chạy! Bộ đạp thiên hạ. Thiên quan nhất đao. Tiếp theo, tới lượt ba người các ngươi. Bắn diệt thần thương. Hết cách rồi, chỉ có thể sử dụng lá bài tẩy cuối cùng, mong rằng có thể chống đỡ tới khi đám người trưởng giáo tới. Khư Hồng, ngươi thiệt là to gan, vì mày dám tổn thương tu sĩ của ba đại thế lực chúng ta. Trưởng giáo được cứu rồi. Tốt quá rồi. Các ngươi vui mừng quá sớm rồi. Hư cực tiên phù. Khưu Hồng, ngươi thiệt to gan ở trước mặt chúng ta, vậy mà còn dám ra tay sao? Tự tìm đường chết hả? Đường đường là trưởng giáo của ba đại thế lực, vậy mà liên thủ đối phó một hậu bối, không ngại mất mặt hả? Tiên phụ vận chuyển. Nhưng lúc này, mau chóng trời đi thôi. Muốn chạy ư, bắn diệt chiến ngục, phong trời khóa đất. Sư huynh, cứu ta. Khưu Hồng, chiến trường Hán Ma này nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 200 giây nữa. Sau 200 giây, cho dù ngươi có cường giả địa thần hỗ trợ cũng khó thoát cái chết. Bây giờ mau chóng thần phúc ba đại thế lực chúng ta, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Thần phục ư, trong cuộc đời của ta, tuyệt đối sẽ không có hai chữ này đâu. Đạp thiên nhất kích. Mọi chuyện ta làm ngày hôm nay chẳng qua là nợ máu, trả bằng máu mà thôi. Khưu Hồng, ngươi vậy mà thiệt sự dám. Nhất thức kinh đạo, hỗn nguyên tiên kích. Chúng ta đi thôi. Bây giờ muốn đi ư, không có cửa đâu nha. Vô trung sinh hữu, hồn kiếm đoạn tan, Khưu Hồng, ngươi đi chết cho ta đi. Cẩn thận. Một kiếm này của ta vô hình vô chất, bất cứ công kích nào cũng không làm gì được, nói trừ khi ngươi nắm giữ. Hả? Ngươi vậy mà nắm giữ tứ cực chi cảnh trong truyền thuyết sao? Tứ cực chi cảnh, ngươi không phải ngu hồng. Tiểu tử đó một tháng trước ngay cái cực thứ ba cũng chưa nắm được, sao có thể cho một tháng ngắn ngủi đạt tới tứ cực chi cảnh? Ngươi rốt cuộc là ai chứ? Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Khưu Hồng của đại lục Thương Lam. Khưu Hồng, để trả thù ta, để tên của ngươi vang vọng khắp ba đại thế lực. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.